ra coi. Giữa ban ngày ban mặt, ở ngoài đường ngoài xá mà đứng ôm hung hít vậy coi được không? Không ra thể thống gì hết à. Mẹ ơi, tụi con chỉ giỡn với nhau một xíu thôi mà mẹ. Giỡn mà ôm ngoài đường vậy hả? Con để cái bản mặt gia đình này ở đâu hả? Còn cậu nữa, cậu quen con gái tôi lâu rồi mà tôi thấy hình như cậu không có ý tiến xa hơn phải không? Cậu chở nó về đây bao nhiêu lần rồi, chưa bao giờ tôi thấy cậu bước xuống xe đi vô nhà hỏi tôi một tiếng nữa. Trốn trốn tránh tránh vậy làm gì? Dạ con xin lỗi cô, con vô ý quá. Nhưng mà con yêu em Vi là thật lòng, tại vì con chưa dám vô không nhà. Không có tại bị thì là xin lỗi gì ở đây hết á. Bữa nay nói thẳng với cậu luôn, từ cái ngày đầu mà tôi nhìn thấy mặt cậu là tôi không ưa, không có chút cảm tình gì hết á. Tôi cấm cậu qua lại với con gái tôi. Còn con nữa, đi vô nhà. Mẹ. Đi vô. Mẹ. Buông ra coi. Đi vô. Riết không ra gì hết trơn à. Alo. Tới rồi, chuẩn bị đón nha. Anh. Ừ? Anh có mệt lắm không? Không mệt lắm đâu, đi xe mới có mấy tiếng mà. Mà tự nhiên em thấy lo quá. Lỡ mà mẹ em phát hiện, không biết mẹ em có bị sốc không? Tại mẹ em đang bị bệnh tim á. Lo cái gì? Cái quan trọng là tình yêu của hai đứa mình nè. Bây giờ mình bỏ đi, nhưng mà sau này mình thành công mình quay trở về, thế nào mẹ em cũng đồng ý. Dạ. Thôi giờ ngồi đây nghỉ nha, anh vô trong anh đi toilet cái. Anh, nhớ mua cho em ly cà phê sữa nha. Cái ông này đúng bất cẩn luôn. Đi mà để điện thoại tin nhắn ai gọi tùm lum nè. Làm gì vậy? Sao tự điện đụng vô điện thoại của anh? Nè, đưa qua biên giới là sao? Anh giải thích đi. Biên giới gì? Em nói gì vậy? Mấy cái tin nhắn đó hả? Trời ơi, mấy cái tin nhắn rác đó mà em. Người ta nhắn lộn số đó, không có gì đâu. Biên giới gì đâu, anh thương em vậy mà. Tin nhắn rành rành vậy mà anh còn chối hả? Anh đã nói là tin nhắn rác mà người ta nhắn tầm bậy tầm bạ cái gì đó, em tin làm cái gì? Bây giờ anh đưa điện thoại đây. Anh đưa đây. Thôi, anh nói là không có gì mà. Anh đúng đó thằng khốn nạn. Anh dụ dỗ tôi ra đây để định đưa tôi qua biên giới đúng không? Thằng tôi. Tính đi đâu? Tao cực khổ lắm mới dụ mày lên được tới đây. Mày tính bỏ đi hả? Đâu có dễ. Anh làm gì vậy? Buông tôi ra. Đi. Anh buông tôi ra coi. Tao nói mày đi. Nè. Anh làm gì vậy? Chị ơi, chị cứu em với chị. Không có gì đâu chị. Hai tụi em đang cãi nhau mà. Em gái, có chuyện gì em? Chị ơi, chị cứu em với. Cái tên khốn nạn này nè, dụ dỗ em tới đây rồi tính bán em qua biên giới á chị. Nè, tôi báo công an ở nhà. Tự nhiên báo công an, ai biết gì đâu báo công an. Tự nhiên nghe cô ta nói tôi bắt cóc gì đâu mà nó báo công an tào lao vậy trời. Thôi giờ muốn làm gì làm đi. Sao không em? Hả? Vậy em không sao. Mà có chuyện gì vậy? Hắn ta là bạn trai của em, tụi em quen nhau 4 năm rồi. Cũng may là em phát hiện, chứ không á là hắn đưa em qua biên giới luôn á chị. Thôi giờ ổn rồi, không sao đâu, bình tĩnh lại nha. Nha em bình tĩnh nghe giải thích đi. Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Tôi không muốn nghe gì hết. Tất cả những chuyện mà anh đi lừa đảo người khác tôi biết hết trơn rồi, nghe làm cái gì nữa. Anh tưởng anh qua mặt được tôi hả? Ngay cả cái chuyện mà anh lấy cái mác giàu sang ra để làm bức bình phong, để đi dụ dỗ những cô gái nhẹ dạ cả tin, tôi cũng đã biết hết trơn rồi. Và tôi có luôn bằng chứng kìa. Nè, mày nghĩ sao mà mấy tháng trời tiền nhà mày không đóng cho tao, tiền xe mày cũng không trả, mày tính xài chùa hả? Anh ráng thư thả cho em vài bữa nữa đi. Em gom được tiền rồi em đóng cho anh liền. Không có thư thả gì hết. Đưa chìa khóa xe đây, tao lấy xe lại luôn. Nhanh. Cái nhà này tao cũng lấy lại luôn. Đồ đạc tranh thủ mà dọn ra, nếu không tao sẽ quăng ra đường đó.
Còn tiền mày thiếu tao á, khôn hồn thì tranh thủ trả. Nếu không, tao tới chỗ làm mày tao quậy đó. Tôi tưởng anh như thế nào, hóa ra cũng chỉ là sĩ diện hảo thôi. Thuê nhà, thuê xe, rồi những cái thứ mà anh phô ra cho tôi cái lúc mà anh cua tôi á, chỉ toàn là giả thôi, đúng không? Hèn gì cái lúc đó, lúc đó thì anh đi ô tô xịn, lúc thì anh đi xe máy. Tôi hỏi anh á thì anh kêu là xe hư, đem đi bảo trì mất tiêu rồi. Em nghe anh nói nè, tại vì lúc đó là anh nghĩ là bản thân mình không có xứng với em, cho nên là anh phải làm như vậy để em không có mất mặt với bạn bè. Anh khỏi nghĩ đi, anh đã không xứng ngay từ đầu rồi. Đã nghèo hèn thì chịu như vậy đi, mắc gì phải đi lừa đảo những cô gái khác. Anh tưởng con gái tụi tôi dễ dụ lắm hả? Sẵn đây tôi nói cho anh biết luôn, công an đã tới đây điều tra về mối quan hệ giữa tôi và anh. Bên cạnh đó họ còn điều tra luôn cái tội mà anh chuyên dẫn dụ những cô gái qua biên giới nữa kìa. Anh chờ nhận tội đi. Trước khi anh tới đây, tôi đã báo công an rồi đó. Nè, anh thương em thiệt lòng mà, sao em nỡ đối xử với anh vậy? Tại sao lại không? Những kẻ xấu như anh cần phải được trừng trị. Rồi, anh đây bắt. Tôi không biết gì hết, tôi không biết gì hết.